Minh Toàn xin trân trọng mến chào các anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển bãi cháy mới. Và đây là một bãi biển bãi cháy mới được hút cát và hình thành. Đây là một bãi biển nhân tạo. Hôm nay Minh Toàn xin chia sẻ đến anh chị và các bạn một số cái hình ảnh về bãi biển bãi cháy. Thì đây là người đầu tiên được xem những video mới, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta nhấn nút đăng ký kênh miễn phí và đồng thời nhấn vào biểu tượng cái chuông để mỗi khi mà có video mới thì kênh sẽ thông báo đến anh chị và các bạn, để giúp anh chị và các bạn là người đầu tiên chúng ta được xem những video mới thú vị về các bãi biển, và cũng như là những video mới thú vị về cuộc sống xung quanh chúng ta. Bây giờ Minh Toàn xin mời anh chị và các bạn chúng ta hãy đi một vòng xung quanh bãi biển nhé. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là khoảng 30-31 độ C, mặc dù là đã là gần 18 giờ rồi. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ đang khá là nóng. Thank you.
thanh niên ngại